Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ thói tham lam, vẫn mải mê ham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy hoài theo khoái lạc. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với giang san, dẫu biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mãi. Người thế gian từ bần dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham. Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao vội bỏ giá đi. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Mang theo gì trên mình manh vài niệm, còn lại chi bia mộ khắp đôi hàng. Dẫu muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết này chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Bậc có chí quán tường luôn sự chết, phút lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tường thường xuyên, nên phút cuối lâm chung đầy sợ hãi. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo quả vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sanh tử tái sanh vòng luẩn quẩn. Như kẻ cướp bị luật đời phân xử, nghiệp chúng sanh luật nhân quả nghiễm minh. Để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ khổ người gây ác nghiệp. Dục lạc ngũ trần vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng làm sao xuyến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Bởi hiểu thế tôi đắc y cạo tóc, làm tỳ khưu vui đạo sống thanh bần. Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ thói tham lam, vẫn mải mê ham của cải bạc vàng,